Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Anh em từ nơi xa cũng đến, khắp nơi đã đến đây sáng hôm nay. Tôi tin chắc trong lòng rằng Chúa nhìn thấy trái tim của anh chị em yêu này. Và hãy nhớ điều tôi nói, Chúa rất yêu thương anh chị em. Ngài yêu thương anh chị em, không bút nào tả được. Không có một cái lời nào có thể diễn tả được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một cuộc đời cá nhân anh chị em. Và tình yêu của Ngài là bất diệt trường tồn. Tình yêu của Ngài là không điều kiện. Tình yêu của Ngài là đời đời mãi mãi. Và đó là hy vọng, đó là niềm vui, đó là sức mạnh của mỗi một chúng ta ở đây. Ở trên đời này chúng ta tìm thấy một đấng yêu thương. Đấng đó là Jesus Christ. Cảm ơn chị. 2000 năm rồi, Chúa Giêsu đã đến thế gian. Ngài là con của Đức Chúa Trời hằng sống, đấng có quyền năng, được sinh hạ bởi nữ đồng trinh Maria. Anh chị em thấy, khi mình đọc trong các sách Tin Lành, chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu rất nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh, Nazareth, Galilee, Capernaum. Những cái nơi đó, nếu mà chúng ta quay ngược lại thời gian, thì nó giống như là những cái nơi miền núi, những cái nơi chưa có điện, chưa có nước, rất hẻo lánh. Nhưng chức vụ của Chúa Giêsu bắt đầu tuy nhỏ nhưng rất ấn tượng, rất ấn tượng. Ấn tượng bởi vì sao? Bởi vì kèm theo lời giảng dạy của Chúa Giêsu đó là những dấu kỳ phép lạ kèm theo. Ấn tượng bởi điều đó. Và sự nghe giảng dạy nó đã bắt đầu lan truyền. Lan truyền cho đến tận thành phố Jerusalem, là một trung tâm, là một thủ đô chính trị, văn hóa, tôn giáo thời đại. Lan truyền ở đó. Và nhiều người ngày hôm nay đã 2000 năm, nhưng thật sự rất nhiều người chưa hiểu Chúa Giêsu đang muốn nói điều gì. Có người cho rằng Ngài đến để giảng một triết lý, một hệ thống đạo đức nào đó mới mẻ. Đúng là trong lời dạy của Chúa có triết lý, có đạo đức để hướng con người ta sống tốt hơn. Nhưng như vậy là chưa được. Chúa Giêsu không phải dạy như vậy, không chỉ dạy như vậy. Ngài đem đến sự sống cho người nào nghe Ngài. Đó là điều làm cho Chúa Giêsu trở nên khác biệt với tất cả mọi giáo chủ, mọi nhà triết học, mọi nhà đạo đức học, mọi nhà lập pháp, mọi nhà tư tưởng nào đã từng tồn tại trên đời. Mỗi lời Chúa Giêsu nói ra, người ta nghe và người ta được chữa lành. Ai chạm đến Chúa Giêsu, người ta được chữa lành. Và xung quanh Ngài, những con người mù được sáng mắt, những con người điếc được nghe, những con người què được đứng dậy đi, những con người chết 4 ngày rồi được sống lại. Anh chị em, cho nên Chúa Giêsu không đến thế gian này để nói đạo đức, không chỉ như vậy. Chúa đến thế gian này để nói cho người ta về sự sống. Và điều đó đã được bắt đầu tiếp tục trong bài giảng của các sứ đồ theo Ngài, là bài giảng của Phi-rơ. Thực ra Phi-rơ chẳng giảng một cái điều gì nói về đạo đức cả. Phi-rơ chỉ nói với mọi người rằng, mọi người ơi, hãy ăn năn đi, hãy quay lại đi, hãy đến với Giêsu người Nazareth mà ngươi vừa đóng tin hôm qua đấy, hôm kia đấy, tháng trước đấy, bây giờ thì hãy đến đi để anh em được sống. Phi-rơ nói đấy. Cho nên thưa anh chị em, buổi sáng hôm nay hội thánh của Chúa cũng phải nói về sự sống ở trong Chúa Giêsu. Ngài đóng đinh để rồi tội lỗi chúng ta được tha. Ngài chịu chết để quyền lực của ma quỷ, của bệnh tật, của đau yếu, của tất cả mọi điều mà một con người đang chịu trên thế giới này bị bẻ gãy hoàn toàn. Rồi Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu thật sự đã sống lại thưa chị. Đó là trọng tâm của những điều mà các sứ đồ năm xưa đã giảng ra trong những bài giảng của họ. Chúa Giêsu không chết luôn. Chúa Giêsu đã sống lại. Và đó là niềm hy vọng của mỗi một chúng ta ngồi đây.
Phải không anh chị? Đạo đức có hay mấy, quyền năng tập tuyệt vời cỡ nào, nhưng mà chết rồi thì chẳng làm được gì. Chết rồi, xong rồi thì không làm được gì. Nhưng Chúa Giêsu chúng ta đã sống lại. Và Ngài hiện tại đang sống trong hội thánh của Ngài. Ngài đang đi lại và sống trong cuộc đời của những người tin cậy Ngài. Ngài sống trong những gia đình nào thờ phượng Ngài. Ngài sống trong tấm lòng nào đang tôn kính Ngài. Chúa đang làm điều đó anh chị. Đó là lý do tại sao hôm nay đã 2000 năm rồi, những phép lạ dấu kỳ vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Có phải không anh chị? Người ta vẫn đang được chữa lành bởi danh Ngài. Người ta vẫn đang được trừ khử khỏi ma quỷ bởi danh Ngài. Những ung thư cũng biến mất bởi danh Ngài. Những cuộc đời đau khổ, những cuộc đời bế tắc vẫn được giải thoát bởi danh Ngài. Nếu Chúa không sống lại thì ai làm điều đó anh chị? Chúa thực sự đã sống lại. Cho nên chị ơi, thế giới ngày hôm nay như những người đang chết đuối dưới biển vậy đó. Những người đang chết đuối thì họ không chỉ cần nghe những triết lý của cuộc sống. Những người đang ngụp lặn ở dưới hồ thì họ không cần phải nghe những lời như anh ơi phải sống tốt đi. Chưa cần. Cái người đã cần là bớt lên khỏi bờ. Amen chị. Chúa Giêsu chúng ta đến để làm điều đó. Ngài đến trước hết, Ngài cứu người ta. Ngài cứu những con người nào mở miệng ra và nói rằng Giêsu ơi cứu lấy cuộc đời con, còn chẳng thật biết cuộc đời của người đó là gì. Không cần đấy. Nguyện ai kêu cầu danh Ngài thì người đó được cứu. Và Ngài đang sống. Ngài đang sống cho nên hôm nay anh chị em đến đây từ khắp mọi nơi. Anh chị em đến đây để hy vọng rằng Ngài trả lời cho anh chị em để anh chị em được chữa lành. Nếu Ngài không sống thì chúng ta đến đây làm gì? Có phải không chị? Nếu Ngài không sống thì niềm hy vọng chúng ta là ảo tưởng mất rồi. Nếu Ngài không sống thì tất cả những gì chúng ta kêu cầu đều tan biến trong không khí rồi. Cho nên tôi trở lại với câu kinh thánh hôm nay. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời. Tại sao người tin Chúa cầu nguyện? Người tin Chúa cầu nguyện bởi vì người tin Chúa biết rằng Chúa chúng ta nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu một đống chết rồi thì có nghe không chị? Đó là lý do chúng ta cầu nguyện. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ngày hôm nay anh em đến đây với tất cả những nan đề, anh em phải biết rằng khi anh em kêu cầu, Chúa lắng nghe và đáp lời. Amen. Đó là niềm hy vọng của mỗi một anh em đang ngồi đây. Ai đó đang đau yếu, bệnh tật, khó khăn chỗ nào, Chúa nói rằng hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Đó là lý do duy nhất chúng ta cầu nguyện. Các tôn giáo khác cũng cầu nguyện nhiều lắm. Các tôn giáo khác họ cầu nguyện 5 ngày một lần, 5 lần một ngày. Đó. Còn đôi khi chúng ta cầu nguyện là 5 ngày một lần. Nhưng mà các tôn giáo khác, tôi xin lỗi, họ cầu nguyện 5 lần một ngày, nhưng chẳng ai trả lời họ hết. Bởi vì Chúa của họ chết rồi. Amen. Chúa họ đang ngủ quên ở đâu rồi, đi chơi lang thang may gió ở đâu rồi. Nhưng Chúa của chúng ta lắng nghe lời cầu nguyện của con nhà Ngài. Đó là lý do hôm nay chúng ta phải biết tại sao Chúa dạy mình cầu nguyện. Chúa dạy mình cầu nguyện không phải Ngài dạy một cái gánh nặng tôn giáo, hay là Ngài dạy một cái lễ nghi tôn giáo, hay là Ngài dạy một cái điều gì đó mà để chúng ta để đạt được một cái bậc thang nào đó trong cái hành trình tôn giáo của mình bằng cách là phải cầu nguyện, cầu nguyện giống như những tôn giáo khác họ dạy. Cầu nguyện 30 ngày ngồi dây mặt vô vách núi, đó là đạt được đỉnh cao tôn giáo. Không. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện bởi vì duy nhất một điều, Cha trên trời lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Giăng chương 15 câu 7 chép. Nếu lời ta ở trong các con và các con ở trong ta, thì hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, tất điều đó sẽ ban cho. Anh em thấy có khích lệ điều lời này không? Bất cứ điều gì, bệnh tật chắc, ok,
thiếu tiền chăng? Có tiền. Thiếu hạnh phúc trong hôn nhân chăng? Có hạnh phúc. Thiếu sức khỏe chăng? Có sức khỏe. Thiếu sự thăng tiến trong nghề nghiệp chăng? Có sự thăng tiến trong nghề nghiệp. Tất cả mọi điều. Anh em thấy nó có tổng hợp không? Tôi đọc lời này rất được khích lệ. Bất cứ điều gì các con cầu xin, nhưng với một điều kiện. Điều kiện đó là lời của Chúa phải sống trong chúng ta. Và điều kiện tiếp theo là ta phải ở trong Chúa. Amen. Đó là điều kiện. Và câu tiếp theo là câu 16. Chúa nói gì ạ? Hãy cầu xin đi để các ngươi được ban cho, hầu cho niềm vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Anh em đã từng cầu xin chưa? Có cầu xin không? Có nhận được không? Cảm ơn Chúa. Người nào nhận được tôi chúc mừng người đó. Bởi vì tôi quyết chắc một điều, người nào cầu xin Chúa mà nhận được câu đáp lời, niềm vui nhận lên rất lớn. Amen. Còn người nào mà cầu xin Chúa mà không nhận được người đáp lời thì buồn rầu chán nản vô cùng. Phải không? Cho nên Chúa nói rằng chúng ta phải học cách để mình cầu nguyện. Và Đức Chúa Trời là đấng trả lời cho chúng ta. Khi Ngài trả lời cho chúng ta, niềm vui chúng ta nhân lên như sông nước hàng xa. Đó là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta không biến đổi thế giới này bằng cách cầu nguyện nhiều đâu nha. Anh chị em cầu nguyện 30 ngày một tháng mà chẳng có sự đáp lời nào thì chẳng có gì biến đổi cả. Nhưng anh chị em chỉ cầu nguyện một lời thôi mà có sự đáp lời thì thế giới này biến đổi. Các chúng ta cần là sự đáp lời cầu nguyện. Thầm của anh chị em ghi tạc điều đó. Không phải cầu nguyện nhiều, không phải than khóc nhiều. Thấy Chúa Giêsu cầu nguyện không? Rất đơn giản. Hỏi anh mù kia sáng mắt đi, sáng luôn. Phải không? Thậm chí ngày còn nhỏ nước bọt xuống như đất và két lên, sáng luôn. Lazaro chết 4 ngày rồi, Chúa nói sao? Có cầu nguyện ngày đêm không ạ? Có. Chúa nói hỡi Lazaro bước ra coi. Thế là một người quăng quải liền bước ra khỏi mộ. 4 ngày rồi, có lùi. Cho nên xem, lời cầu nguyện được cha nhậm lời không phải là lời cầu nguyện dài, không phải lời cầu nguyện hay, không phải lời cầu nguyện có khuôn mẫu, không phải lời cầu nguyện có bài bản, không. Lời cầu nguyện được Chúa nhậm lời là lời cầu nguyện của người có mối quan hệ với Chúa. Anh chị em có mối quan hệ với Chúa không? Đó là lý do tại sao Chúa bảo chúng ta cầu nguyện mà không bảo người ngoài đường kia cầu nguyện. Bởi vì tôi và bạn trên là con cái của Ngài. Amen. Ngài không bảo người ngồi đường kia, ngươi hãy cầu nguyện đi. Không. Ngài bảo chính chúng ta. Ngài dạy lời đó cho dân sự của Ngài. Ngài nói lời đó cho môn đệ của Ngài. Ngài chia sẻ lời đó cho ngươi ở trong mối quan hệ với Ngài. Hãy cầu nguyện đi, ta sẽ trả lời cho. Nếu chúng ta là con cái của Ngài, tôi dám chắc với chị 100%, khi anh chị em cầu nguyện, Chúa đáp lời. Chúng ta phải biết điều đó. Cho nên anh chị em, tôi nhắc lại, Chúa Giêsu sống lại chính là lý do chúng ta cầu nguyện. Chúa Giêsu đang sống và đi lại trong hội thánh này chính là lý do của những chốn kỳ phép lạ xảy ra. Những nhu cầu anh chị em được đáp ứng, những lời than khóc của anh chị em được Ngài nghe thấy và đáp lời. Nếu không phải Chúa thì ai biết được nhu cầu thầm kín trong cuộc đời anh chị em? Ai biết được? Chẳng ai biết được. Chỉ Chúa biết thôi. Đó. Cho nên chị em ơi, lời cầu nguyện và nếp sống cầu nguyện là một thứ quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Quan trọng lắm. Rất quan trọng. Cho nên bài chia sẻ của sáng nay, tôi muốn dùng lời Ngài để khích lệ chị em. Để chị em sau khi nghe bài chia sẻ này, tôi mong ước tất cả anh em mình có được một lối sống hay gọi là người cầu nguyện. Cầu nguyện nó khác với cái người cầu nguyện. Khác. Nó khác ở cái chỗ nào? Nó khác ở cái chỗ là cái tính chuyên nghiệp của mình.
Một người có thể cầm kim cầm búa sửa ống nước được, bất cứ người nào cũng có thể sửa. Nhưng mà cái thợ sửa ống nước lại khác. Anh ta sống bằng cái nghề đó. Amen anh em. Anh ta sống bằng nghề đó. Mỗi ngày anh ta làm chuyện đó. Mỗi ngày anh ta nhận đơn hàng và đi đến từng nhà để sửa ống nước cho người ta, sửa điện, sửa nước cho người ta. Đó là người có nghề nghiệp, có tính chuyên nghiệp. Còn dĩ nhiên một người bình thường có thể cầm kim cầm búa sửa điện sửa nước, có thể. Nhưng đó không phải là thợ sửa. Tôi đang muốn nói về người cầu nguyện và lời cầu nguyện. Anh chị em chúng ta có thể khi đau khổ quá quỳ gối xuống: Chúa ơi giúp con. Tôi gọi đó là lời cầu nguyện. Còn nếu như chúng ta sống một nếp sống cầu nguyện thì kể cả vui buồn gì chúng ta cũng cầu nguyện. Cầu nguyện trở thành nếp sống. Cầu nguyện trở thành lối sống. Cầu nguyện trở thành điều gì đó mà mỗi ngày anh chị em chạy đến với Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ, đó mới là người đắc thắng thế gian. Cho nên có một cái câu mà tôi học được rất là hay, tôi muốn chia sẻ cho em. Cái điều gì mà anh chị em làm một vài năm một lần thì mình gọi đó là chương trình. Chương trình đó. Ôi, năm nay chúng ta bắt đầu có chương trình giáng sinh năm lần thôi. Làm xong cái là lặn hết tất cả lại, không có cái gì nói, sủi tâm sủi bọt vậy. Làm xong chương trình mà, hôm nay ta có chương trình gọi là phục sinh, hầm hầm rồi chuẩn bị một tháng trước, làm xong giới thiệu xong công bố xong, thôi chúng ta kết thúc phục sinh rồi im lặng như thế. Chẳng gì xảy ra, ta gọi đó là chương trình. Còn điều gì mà anh em làm vài tháng một lần thì ta gọi đó là sự kiện. Sự kiện khoảng vài tháng là tổ chức sự kiện bồi linh, tổ chức sự kiện và huấn luyện cho thanh niên, huấn luyện cho gia đình, đúng không? Vài tháng là rồi sau khi huấn luyện xong rồi còn ai về nhà đấy, ok. Rồi cái gì mà chúng ta làm vài tuần một lần ấy, hay là một tuần một lần, tôi gọi đó là nghi thức và nghi lễ. Có những người chỉ chủ nhật mới là đi nhà thờ thôi, còn bình thường từ thứ hai đến thứ bảy chẳng biết Chúa là ai. Cứ chủ nhật là có mặt, ok, con dự lễ đúng giờ, con ngồi đúng số ghế, ghế này là của con có mặt đúng 8 giờ, xong thứ hai còn làm việc của con. Tôi gọi đó là người của nghi lễ. Tất cả ba loại người này chưa ăn nhập vào đâu cả. Nhưng điều gì mà anh chị em làm một ngày vài lần thì tôi gọi đó là lối sống. Một ngày chúng ta cầu nguyện mấy lần? Đó là lối sống. Một ngày chúng ta đọc kinh thánh mấy lần? Đó là lối sống. Một ngày chúng ta hát thờ phượng Chúa mấy lần? Đó là lối sống. Một ngày chúng ta rao giảng phúc âm, chia sẻ phúc âm cho người khác khi có dịp tiền mấy lần? Đó là lối sống. Mỗi một chúng ta, Chúa cần một lối sống với nhau. Mối quan hệ với Chúa không thể nào khi cần Chúa mới ơn, còn khi không cần thì vai vai Chúa luôn. Không thể như thế được. Anh chị em có một người bạn mà như thế anh chị buồn lắm. Có một người bạn mà hễ khi nào mà nó kẹt tiền nó gọi cho mình, mà nó gọi biết này mượn đề. Còn bình thường nó làm nó mất tâm mất hơi, không tìm được điện thoại lúc nào cũng ngoài vùng thủ sở. Anh chị em buồn không? Chắc chắn buồn. Cho nên hôm nay cũng có rất nhiều chúng ta không nghĩ đến điều này để xây dựng một lối sống lành mạnh, một mối quan hệ mật thiết với Chúa, và chúng ta trở thành những người chương trình, những người sự kiện, những người lễ nghi. Đó là điều Chúa không mong đợi trên đời sống chúng ta. Các anh chị, chúng ta hãy trở thành có một lối sống thân mật của Chúa. Và cụ thể ngày hôm nay tôi muốn tất cả anh chị em mình trở thành người có lối sống cầu nguyện với Ngài. Mỗi ngày sáng dậy lạy Chúa, không tìm cầu Ngài. Giữa một đất khô khan cực nhọc, linh hồn con khao khát Chúa. Lạy Chúa cho con được chiêm ngưỡng sự hiện diện của Ngài giờ này. Chúa ơi hãy đến, hãy nói với lòng con và điều Chúa muốn. Anh em hãy tha thiết với Ngài, hãy trò chuyện với Ngài, hãy thờ phượng Ngài. Anh chị em ơi, nếu mình làm điều đó mỗi ngày, nó sẽ trở thành lối sống của chị. Và khi cái gì mà trở thành lối sống rồi đó, không có là không được. Và người ta sẽ gọi anh chị em là người cầu nguyện. Nhìn anh chị em sẽ biết, ồ, đây là anh cầu nguyện này.
đây là chị cầu nguyện này. Lúc nào cũng cầu nguyện, lúc nào cũng thờ phượng, lúc nào cũng tương giao với Chúa. Đó là người mà Chúa tìm kiếm. Lối sống đời thường này cũng vậy. Tôi có thể thỉnh thoảng đi ra quán để uống cà phê, một buổi sáng làm ly rồi về, rồi cả tháng chẳng uống ly nào, chẳng sao. Nhưng có những người mà sáng không uống chịu không được. Đó là gì? Có. Tôi gọi đó là người cà phê. Thì người cầu nguyện cũng giống vậy. Người cầu nguyện là cái người mà bỏ một ngày cầu nguyện không chịu được. Thứ không trong vân cảm thấy buồn trong trái tim. Đó là người cầu nguyện. Tôi hy vọng là anh chị em không phải là người cà phê mà là người cầu nguyện. Amen. Trở thành người cà phê khá hài lòng, tốn tiền, tốn thời gian. Nhưng mà trở thành người cầu nguyện thì ích lợi mọi phần. Amen. Cho nên chúng ta đi tiếp. Tại sao mình cầu nguyện là quan trọng nè? Tại sao mình phải trở thành người cầu nguyện nè? Bây giờ tôi sẽ đọc vài đoạn kinh thánh để cho chúng ta thấy tại sao. Công Vụ chương 12. Câu chuyện này có lẽ mình đã đọc rồi, và nếu anh chị em nào đọc sách Phúc Âm thì đã từng đọc qua đọc lại rồi. Đó là câu chuyện Gia-cơ bị chém chết và Phi-rơ bị vua Herod bắt tống giam vào ngục. Tôi đọc cho anh nghe. Đương thời đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của dân. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-rơ nữa. Bây giờ là nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ. Mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toàn đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cướp cầu nguyện cho vua luôn. Tôi muốn anh chị em mình thấy một điều gì đó từ câu chuyện này. Bây giờ tôi sẽ hỏi hội chúng này. Dân Gia-cơ, Phi-rơ là 3 môn đệ rất gần gũi với Chúa Giê-xu, có đúng không? Chúa đi đâu cũng đem 3 người theo. Chúa lên núi hóa hình, Chúa cũng đem 3 người này theo. Chúa đi vô trong nhà để cầu nguyện cho cái gái bị chết 12 tuổi đó, Chúa cũng chỉ đem 3 người này theo. Điều gì tuyệt mật Chúa cũng chia sẻ cho 3 người này. Rõ ràng Phi-rơ, Dân và Gia-cơ là những người rất gần của Chúa. Và một điều chắc chắn là sau khi Chúa đã sống lại và Đức Thánh Linh đổ xuống trên họ vào ngày lễ Vũ Tộc thì họ phải là những con người đầy dẫy quyền năng. Anh chị em có amen với điều đó? Dân có quyền năng không? Phi-rơ quyền năng không? Rất quyền năng. Gia-cơ quyền năng không? Rất quyền năng. Đây là những con người quyền năng. Nhưng bây giờ tôi hỏi ngược lại cho em câu hỏi này. Tại sao quyền năng như vậy mà hai ông bị tấm dụng không? Hai ông bị Herod bắt nhốt. Chúng ta hãy suy ngẫm điều đó. Tại sao quyền năng như thế? Cái bóng của Phi-rơ đi ngang là người bệnh lành, người quỷ ám phải vùng dậy. Phi-rơ với Dân đi sang cửa đẹp, thấy người què được thở sinh ra là lệnh một cái là đứng dậy nhảy đi liền. Rất quyền năng. Thánh Linh ngự trên họ, Đức Chúa Trời ở cùng họ, Chúa Giê-xu hành động qua họ. Vậy thì tại sao họ bị vua Herod tống vô ngục? Đó là điều mình phải suy ngẫm. Phải suy ngẫm. Okay. Chưa hết đâu. Trong câu chuyện này còn có cái rất hay. Hai người bị tống vô ngục, nhưng mà Gia-cơ bị chém đầu. Còn Phi-rơ thì bị sao? Được thiên sứ cứu rỗi. Đây là điều mà lý thông. Gia-cơ bị tống giam và bị chém đầu bởi vì không ai cầu nguyện cho ông. Phi-rơ bị vô ngục, bị tống giam, 16 tên lính canh giữ trong ngục coi. Nhưng thiên sứ đã đến giải thoát ông. Anh chị em đọc tiếp sẽ thấy. Phải không? Anh chị em đọc tiếp sẽ thấy thiên sứ đến giải thoát ông nè. Chúng ta hãy chú ý đến chi tiết đó. Thiên sứ đến và giải thoát ông, để cho ông thoát ra khỏi cái ngục tối mà có tận 16 tên lính canh giữ. Và đêm rạng ngày, câu số 6, đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục, thần linh một thiên sứ của Chúa đến và cả ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào xiềng Phi-rơ đánh thức người mà rằng: hãy mau chờ dậy, xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kể đó thiên sứ nói rằng: hãy đi lưng mang dép vào đi. Phi-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: hãy mặc áo ngồi và theo ta. Phi-rơ theo ra chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật,
song tử mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi hoàng cảnh thứ nhất, rồi hoàng cảnh thứ nhì, đến cửa sắt thì cửa thông vào thành, cửa ấy tự mở ra trước mặt hai người. Rồi hai người vượt đi khỏi, lên trên đàn cái, tức thì thiên sứ lìa phía rơ. Câu 11, phía rơ bèn tỉnh lại và nói rằng, bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ ngài giải cứu ta khỏi tay Herod. Anh chị em thấy câu chuyện lý thú không? Rất lý thú, rất nguy hiểm. Và câu hỏi là tại sao hai người đều quyền năng mà Gia Cơ, Phi Rơ đều bị tống giam, nhưng Gia Cơ bị chém, còn Phi Rơ được giải cứu cách sinh viên? Anh chị em có chú ý đến câu cuối cùng của đoạn trước mình đọc không? Vậy Phi Rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Amen. Tôi kết luận là quyền năng không bảo vệ chúng ta khỏi những tai họa của đời này, nhưng lối sống cầu nguyện sẽ khiến cho không ai đụng đến một lòng chân của cuộc đời chúng ta. Cảm ơn chàng hãy ghi nhận điều đó. Tôi nhắc lại, quyền năng, sự sức dầu của Đức Thánh Linh, những điều diệu kỳ làm vào cuộc đời anh chị em, không đảm bảo sự an ninh cho cuộc đời anh chị em trên đất này, nhưng lối sống cầu nguyện sẽ khiến cho không một ai có thể đụng đến lòng chân của anh chị em. Đấy là điều chúng ta cần phải lãnh hội ngày hôm nay. Chính sự cầu nguyện đem đến sự giải cứu từ trời. Chính sự cầu nguyện khiến cho những áp bức của Satan, những cột trói của vua chúa đời này, tất cả những sự thăm dò chém giết của đời này phải bị hủy bỏ, phải bị hủy bỏ. Cho nên chị, tôi muốn chị thấy được tầm quan trọng của lối sống cầu hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn luôn, chứ không phải giơ tay lên Chúa kêu phi rờ gọn ngài rồi xong đi chơi uống cà phê. Không phải vậy. Nài xin khẩn đạo ở trong sự cầu nguyện, ở trong sự hiện diện, công bố chiến đấu và chống lại quyền lực của Satan. Amen. Vì cuộc chiến chúng ta không phải với thiên và huynh nha chị, cuộc chiến chúng ta với các thần dữ ở trên trời, với vua chúa thế lực đời này và các thế lực hung dữ rình mò xung quanh cuộc đời của chúng ta. Cho nên nếu không bởi sự cầu nguyện, chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi sự tấn công của chúng. Có người nói chưa thuyết phục. Bây giờ tôi sẽ nói vài điều nữa sẽ thuyết phục cho anh. Chúa Giêsu quyền năng không? Có quyền năng không? Có. Okay. Thế trong đồng văn, Satan đã đến gần Chúa được không? Được. Không? Thậm chí nói chuyện với Chúa luôn. Nếu người con Đức Chúa Trời biến đá này thành bánh ăn đi. Thậm chí đưa Chúa lên đền thờ, đưa Chúa lên núi cao. Anh em quyền năng, anh em đầy dạy Thánh Linh, anh em yêu mến Chúa, anh em đi thờ phượng nhiều, tất cả mọi thứ đó không đảm bảo Satan không tiếp cận. Đó là sự thật. Cho nên chị em ơi, có một cách khác để khiến cho Satan không thể đến gần chúng ta được, đó là chúng ta phải có lối sống cầu nguyện. Khi chị em cầu nguyện thì sao ạ? Tình yêu của Chúa bao phủ chị em, sự hiện diện của Chúa bao phủ chị em, quyền năng của Chúa bao phủ chị em, lửa trại của Chúa đóng quanh những người kính sợ ngài, là những người cầu nguyện với ngài. Ma quỷ sẽ không vào được trại của anh chị em, ma quỷ sẽ không đụng được đến tất cả những tài sản của anh chị em, ma quỷ không đụng được đến mạng sống của anh chị em, bởi vì anh chị em là người cầu nguyện. Amen. Công vụ chương 16, Công vụ chương 16 có một câu chuyện cũng rất là ly kỳ mà chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Đó là câu chuyện của sứ đồ Phi-rơ và Si-la. Sứ đồ Phi-rơ và Si-la đang đi giảng phúc âm. Và lý do nào mà Phao-lô và Si-la bị tống vô ngục? Thì chắc anh em mình đọc chương 16 này đã biết rồi. Lý do sao? Đuổi quỷ ra khỏi một người bói toán. À đúng không?
có một cô gái bói kho, có một cô gái chuyên đi bói và làm lợi cho chủ rất là nhiều tiền. Ngày hôm nay cũng có một vài người hành nghề đó là chuyên đi bói kiếm tiền. Chúng xài gì chưa cần biết, cứ kiếm tiền cái đã. Các bạn thấy ngồi đây cầu các cầu trường cái cầu này cầu nọ cứ ngồi đó bói. Thì Kinh Thánh chép rằng có một con quỷ nhập vào con người này, và sứ đồ Phêrô đã bởi một lời nói trong danh của Chúa Giêsu đã đuổi con quỷ này ra. Như vậy tôi hỏi các anh chị em, Phao-lô và Si-la có quyền năng không? Đầy quyền năng. Thế đủ câu hỏi tiếp theo. Thế đầy quyền năng như thế, tại sao lại bị bắt tống vô một đánh cho bầm mình bầm mấy thế kia? Đấy là sự kiện khiến cho tôi và bạn chị em phải thức tỉnh hôm nay. Đầy dậy thánh linh, quyền năng, đủ quỷ chữa bệnh, không đảm bảo cho anh chị em không bị tống giam. Có đúng không? Không đảm bảo cho anh chị em không bị hà hiếp trên đời này, không đảm bảo cho anh chị em không bị tai họa trên đời này. Kinh Thánh chép rằng người công bình bị nhiều tai họa. Nhưng cái câu nhưng sau thì tôi chưa nói, đúng không? Người công bình bị nhiều tai họa các bạn. Cho nên dù anh chị em quyền năng hay là như thế nào không cần biết, cái tai họa có thể đến cho anh chị em bất cứ lúc nào. Và đây Si-la với Phao-lô tống cho một đánh chặt bầm mình bầm mày hết. Rồi chúng ta đọc lại câu chuyện đây, câu 25. Nói nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Và những tù phạm đều nghe, thần linh có cơn động đất rất lớn đến nỗi ngân ngục rúng động. Cùng một lúc, tất cả các cửa mở ra thều xiêu thảo hết. Điều gì đã đem đến sự giải thoát cho Phao-lô và Si-la? Chính là sự cầu nguyện và thờ phượng. Anh em thấy không ạ? Khi chúng ta có một lối sống cầu nguyện và thờ phượng, mọi xiên trên cuộc đời chèm thảo hết. Mọi ách nào mà Satan đặt trên gia đình, trên con cái chèm thảo hết. Tất cả những cửa ngục nào đang ngóc cuộc đời của anh chèm mở toàn ra hết. Đó là đặc ơn dành cho người cầu nguyện. Tôi gọi là người cầu nguyện nha, chứ phải lâu lâu mới cầu nguyện lại. Người cầu nguyện, người nào là người cầu nguyện thì sẽ hưởng được lời hứa. Lời hứa đó là gì? Dù người công bình gặp nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Cho nên nhiều khi mình đọc câu này xong mình nói ô sướng quá, Đức Giê-hô-va cứu mình khỏi hết, thôi đi chơi thoải mái, chẳng làm gì. Tôi chừng bị tống giam vào ngục của Satan bây giờ. Đức Giê-hô-va cứu chúng ta với điều kiện chúng ta ở trong Ngài và lời Ngài ở trong chúng ta. Amen. Và lời Ngài nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài, ta sẽ trả lời cho. Đúng không? Nếu chúng ta không cầu nguyện với Ngài thì làm sao Ngài trả lời cho chúng ta? Vì Ngài nói rằng hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Nhiều người ngày hôm nay chỉ muốn Chúa trả lời mà không muốn kêu cầu. Mệt quá Chúa ơi, không kêu cầu nữa, Chúa trả lời dùm cái đây. Thì không được đâu, chúng ta phải kêu cầu. Kêu cầu không phải là nói một vài lời cho vui. Kêu cầu là trạng thái của một người già kiên trì, kiên nhẫn, kêu la, dành thời giờ bền đổ trong cái điều mà mình có. Chúng ta không thể nào mà kêu cầu, nói một người đã kêu cầu mà nói Chúa ơi cho con cái này, cho ông cho thôi, con đi chơi. Đó không phải người kêu cầu. Người kêu cầu là người kiên nhẫn khóc lóc hạ mình trước mặt Ngài. Đó là người kêu cầu. Cho nên qua hai đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cũng đã phần nào hiểu được cầu nguyện tại sao quan trọng rồi. Phải không ạ? Vì cầu nguyện giải cứu chúng ta. Đức tin và quyền năng không đảm bảo an ninh cho chúng ta, nhưng lối sống cầu nguyện đảm bảo an ninh và trọn vẹn trên đời sống chúng ta. Amen. Một đoạn cuối cùng ở trong Đa-nhiên chương 6. Đa-nhiên chương 6 chúng ta thấy điều gì ở đây chứ? Chúng ta thấy có một sự kiện lạ lùng xảy ra trong cuộc đời của tiên tri Đa-nhiên. Đa-nhiên chương 6. Anh chị em chú ý theo dõi nha, vì điều này nó quan trọng. Điều này nó quan trọng để xây dựng một đời sống tâm linh đúng đắn trong chúng ta. Ok. Vua Darius ưng đặt trong nước 120 quan trọng thủ để chia nhau trị cả nước, và trên họ có 3 quan thượng thơ. Một là Daniel. Các quan trọng thủ phải khai trình với 3 quan đó, hầu cho vua khỏi chịu sự tổn hại nào. Đây là một sự cất nhắc, cất nhắc rất là tuyệt vời.
Daniel được cất nhắc là thậm chí ông được chọn trong cái số 120 quan thượng thư để cai trị trong nước của vua Darius. Nhưng mà trong 120 người này thì vua Darius lại chọn ra ba người cao nhất. Thì tuyệt vời hơn nữa, Daniel được chọn trong ba người này, phải không vậy? Rồi chưa hết, trong ba người này ông Darius, ông vua đó, ông có cảm tình với Daniel. Ông thấy Daniel là người tuyệt vời, là người thành thật, là người khôn ngoan, là người thông minh, là người ngăn nắp, là người kỷ luật. Ông đặt Daniel đứng đầu trong ba ông quan đầu này luôn. Anh em thấy chưa? Thấy không? Đấy là một điều tuyệt vời. Nhưng câu số 4 xem ra, các quan thượng thư và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Daniel và kiện nước. Vì sao họ kiện? Bởi vì họ ganh tức. Chúng ta đang sống giữa cuộc đời này đầy dậy những kẻ thù rình rập xung quanh. Amen. Khi anh chị em đi làm trong công sở, giữa các đồng nghiệp với nhau, nếu anh chị em nổi trội hơn một chút, người ta có ghen tị anh chị em không? Thế giới này là thế giới được định hình bởi sự ghen tị. Người đời người ta gọi là ghen ăn mà tức ở đó. Chị em có quen câu đó không? Ghen ăn tức ở, phải không ạ? Thấy cái nhà hàng xóm mà xây 3 lầu thì mình phải 4, còn 3 thì không được, hoặc là 3 nhưng mà phải cao hơn một chút đó. Kiểu đấy đi đấy. Thế giới này nó được định hình cái tấm lòng là không muốn ai hơn mình cả, chỉ muốn người ta ở dưới chân mình mới thỏa dạ. Đó là thế giới này. Và những ông quan này, ông cũng người thế gian mà, nhưng Daniel thì bị ở trong hoàn cảnh. Anh em tưởng tượng đặt mình vào vị trí của Daniel đi, anh em sẽ thấy thế nào? Ô, kẻ thù quay quanh, năm vua không, làm việc giữa một cộng đồng đầy dậy ganh tị và hiềm thù như thế. Nhiều người trong anh em chúng ta thôi, mai viết đơn xin giám đốc nghỉ việc, chọn người khác cho nó làm. Đó, chúng ta hãy cư xử như thế. Nhưng chị em ơi, Daniel không cư xử như thế. Daniel không bao giờ viết một lá thư nào để trình cho vua Darius là thôi cho tôi từ chức. Daniel có từ chức không? Không từ chức. Daniel biết vị trí mà Đức Chúa Trời đặt mình. Hãy đứng yên đó. Rồi sao nữa đây? Nhưng họ không thể tìm một cớ nào hay một sự xấu nào của người, bởi vì người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi chi, cũng chẳng có sự xấu nào. Và nếu chúng ta có thời gian đọc hết chương 6 này, chúng ta thấy Daniel cuối cùng bị ném vô hang sư tử, có đúng không? Anh em đọc hết chưa? Kết luận là dù anh chị em có đạo đức cỡ nào, dù anh chị em có tốt cỡ nào, thì cũng không ngăn được tai họa xảy đến cho anh chị em. Hãy ghi nhớ chân lý nào. Đừng có nói rằng tôi sống trong xã hội này tôi tốt lắm, ôi tôi đạo đức lắm, tôi chẳng làm hại ai, cho nên chắc chắn tai họa không đến với tôi. Quên chuyện này đi. Tai họa có thể rình rập cuộc đời trên bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào. Bằng chứng là Daniel là một người có lỗi gì đâu, chẳng lỗi gì cả. Nhưng Satan vốn là kẻ ganh ghét. Satan có thể tấn công bạn không có lý do. Không lý do. Satan có thể tấn công và làm cho cuộc đời bạn ngã gục không có lý do. Cho nên đừng có nói chuyện mà ôi tôi thắng sạch, ôi tôi sống thánh khiết lắm cho nên chắc chắn mọi sự của tôi bình yên. Không có. Kẻ thù luôn luôn rình mò để giết tất cả mọi người. Người nào họ là giết, không quan trọng thánh hay là không thánh. Chứ khác nếu có thể, hãy nhớ chân lý đó. Nhưng anh em xem nè, cái chiếu chỉ hay là cái lý do mà mấy ông quan này kiện và làm cho Daniel phải bị gọi là ném vô hang sư tử là gì? Anh em thấy không ạ? Là họ cấm một tháng đừng có cầu nguyện với bất cứ thần nào. Tôi muốn cho em nhìn thấy điều này. Satan biết, ma quỷ biết, kẻ ác biết sức mạnh của anh chị em nằm ở đâu. Amen. Nó biết rằng sức mạnh của Daniel nằm ở một đời sống cầu nguyện. Và nó phải nói Daniel là đừng cầu nguyện nữa. Nếu mày cầu nguyện, ta sẽ ném mày vô hang sư tử. Ngày hôm nay có thể anh em sẽ gặp một vài hoàn cảnh mà hoàn cảnh đã nói với anh em là đừng dành thời giờ cầu nguyện cho Chúa nữa. Nếu không
ta sẽ đuổi về mày. Nếu không, ta sẽ đuổi mày ra khỏi chỗ này. Nếu không, hãy ra khỏi chỗ kia, hãy ra khỏi chỗ nào. Anh chị em à, đừng mắc mưu xa ta. Cảm ơn Chúa. Sau khi Daniel nhận được chiếu chỉ này rồi sao? Thì anh chị em đọc trong câu này, anh chị em sẽ thấy câu 10. Daniel nghe rằng chỉ dụ ấy đã ký rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày 3 lần, người quỳ gối xuống cầu nguyện xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn là khi trưa. Em thấy chưa? Vẫn là cấm thì vẫn cấm, ta vẫn cứ làm, ta vẫn cứ cầu nguyện. Daniel vẫn cứ cầu nguyện, Daniel tiếp tục cầu nguyện, vì ông biết rằng không phải lối sống thánh sạch của ông bảo vệ ông. Ông biết rằng không phải sự công chính của ông bảo vệ ông, nhưng ông biết rằng đời sống cầu nguyện với Đức Chúa Trời bảo vệ ông. Ông tiếp tục cầu nguyện. Và anh em biết đó, khi Daniel bị ném vô hang sư tử, thì con sư tử nó hóa thành con gì? Nó hóa thành con mèo. Có biết ông thiệt đâu? Sư tử của trong hang Daniel là sư tử không biết ông thiệt. Anh chị em tìm thấy ông sư tử đó trên đời này không? Sang Nam Phi tìm không thấy đâu. Vô sở thú Sài Gòn hàng xanh cũng không tìm thấy. Chỉ tìm thấy trong đoạn 6 sách Daniel thôi. Gọi là sư tử không biết ông thiệt. Vì sao không biết ông thiệt? Bởi vì Daniel là người cầu nguyện. Nếu anh chị em và tôi là người cầu nguyện, sư tử lóng ma quỷ sẽ trở nên rộng hết tất cả các răng của nó. Khi nó đến tiếp cận anh chị em, răng nó rộng hết rồi. Còn nếu không, nó cạp anh chị em thấy nó gãi cho mình đã ngứa sẽ không làm ăn gì được. Sư tử mà bẻ hết răng rồi thì đúng là gãi ngứa sẽ làm gì. Cho nên Phi-rơ chương 5 chết đó, như sư tử rống rình mò xuống với nó đi, đặng tìm nuốt những kẻ nào nó có thể nuốt. Nó nuốt người nào? Nó nuốt người không tỉnh thức và cầu nguyện. Nó nuốt người đó. Cho nên nếu anh chị em là người tỉnh thức và có lối sống cầu nguyện, thì sư tử rống đó cứ rống đi, nhưng mà răng không còn cái nào. Không còn cái nào. Anh chị em, trong lý tiếp theo là gì? Lối sống thánh khiết, lối sống công bình, lối sống đúng lời Chúa không đảm bảo cho anh chị em không gặp tai họa, nhưng lối sống cầu nguyện cứu anh chị em khỏi tai họa. Đó là chân lý. Cảm ơn Chúa. Tiếp theo, những điều kiện để lời cầu nguyện được nghe lời cao. Dĩ nhiên, tôi và anh chị em chắc chắn là muốn Chúa nghe mình. Chắc chắn. Ví dụ anh chị em hôm nay đến đây cầu nguyện xin Chúa chữa lành, đúng không? Anh chị em có muốn rằng Chúa nghe anh chị em không? Muốn chứ. Các bạn này, các chị này có muốn Chúa nghe lời cầu nguyện mình không? Muốn chứ. Ai mà chẳng muốn. Nhưng chị em hãy nghe kỹ nè. Có điều kiện. Có điều kiện. Không phải Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của tất cả mọi người, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người nào đáp ứng điều kiện của Ngài. Đầu tiên, tôi phải nói với anh chị em đó là đức tin. Phải đức tin. Kinh Thánh chép nè. Kinh Thánh chép. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Giăng Rơi chương 5 câu 15. Cho nên điều kiện là lời cầu nguyện bởi đức tin. Hôm nay anh chị em ngồi đây có tin không? Có tin rằng Chúa đã sống lại, Chúa đang hành động và Chúa trả lời cầu nguyện của mình không? Phải amen cái điều đó. Amen. Mình có tin rằng tất cả những bệnh tật của mình, những thiếu thốn của mình, tất cả những điều đó đã được Chúa Giê-xu đáp ứng rồi hay không? Phải tin. Có người cầu nguyện mà không tin. Có người cầu nguyện xong rồi về hỏi, ôi sao tao cầu nguyện rồi mà chẳng có gì xảy ra? Có hay. Mà tao nói với anh chị em anh, tin rồi mới thấy phép lạ. Chứ thấy phép lạ rồi tin làm cái gì? Có đúng không? Anh chị em thấy mình được lành rồi cần gì tin? Nhưng mà anh chị em cần phải tin để rồi mình được lành. Tôi nói anh chị em, Chúa Giê-xu là đáp ứng tất cả mọi điều cho chúng ta trên thập tự giá rồi. Hãy đến đó và múc sự sống của Ngài. Kinh Thánh chép bởi lần đòn Ngài mà anh em đã được lành lại. Bởi sự nghèo thiếu của Ngài mà anh em đã nên cho con.
Bởi sự buông bớt của Ngài mà anh em nên bình an và vui mừng. Bởi sự đổ vỡ của Ngài mà anh em được hàn gắn và nguyên vẹn. Bởi sự chết Ngài mà anh em và tôi được sống đời đời. Đáp ứng rồi. Nếu hôm nay tôi nói với anh chị em như thế này: ê, đi ra ngân hàng kia ký viết cái tờ giấy rút tiền, rút 1 tỷ về đây. Anh em nghe tôi bắt đầu ra ngân hàng viết tờ giấy ký rút 1 tỷ. Ngân hàng nó làm gì có tiền 1 tỷ trong tài khoản mà rút. Về xem lại quá. Đó mà, và anh em nhiều khi quên quá. Hả? Chẳng có tiền đâu rút. Ví dụ tôi đi giờ tôi ra ngân hàng bảo nó ký cho tôi rút 10 tỷ. Ông này lạ nhỉ, tài khoản có bao nhiêu mà rồi rút 10 tỷ, phải không? Cái đó là điều không thể xảy ra. Tại vì tiền trong ngân hàng không có để mà rút. Ngày hôm nay nhiều người trong các tôn giáo khác họ cầu nguyện ngày đêm nhưng mà không đáp ứng được gì cả. Vì tài khoản ngân hàng của họ trên trời chẳng có cái gì cả. Trong không, có đâu rút. Nó chữa lành gì đâu mà rồi được chữa lành. Có cái tay cái chân nào trên đó đâu mà rồi thay thế. Có cái mũi cái mắt nào nằm trên đó đâu mà rồi là sáng mắt với lại nghe được, tai biết nghe được. Không, nhưng chúng ta khác. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài đã mở một tài khoản ngân hàng cho anh chị. Trong tài khoản ngân hàng đó có gì? Tiền, sức khỏe, có mắt, có tay, có gan, có thận, có tim, có máu, có xương, có tất cả. Anh chị em thiếu tim không? Lấy cái tim mới thay vô. Anh chị em bị đau tay phải không? Lấy cái da mới, tay mới, khớp mới thay vô. Đó là lý do tại sao khi anh chị em nói Giêsu ơi, anh chị em hết bệnh luôn. Vì ngay lập tức có một thiên sứ rút từ ngân hàng tài khoản của anh chị em lắp vô. Có đúng không? Amen. Tại vì Chúa đã làm rồi. Chúa Giêsu là sự thay thế cho sự thiếu hụt của nhân loại này. Amen. Cho nên anh chị em à, phải tin điều đó. Amen. Bà con ở đây có tin điều đó không? Xác định phải tin chắc chắn một điều rằng Chúa Giêsu đang chuẩn bị một tài khoản rất nhiều nhiều nghìn nói chung biết không nổi tỷ cho anh chị em muốn rút chị coi đâu, khỏi phải nghi ngờ, khỏi phải đắn đo, chỉ có điều anh chị em phải tin như con trẻ này đó. Amen. Chúa Giêsu nói tiếp như sau, ở trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 12. Tôi đọc anh chị em nghe và anh chị em lắng nghe câu kinh thánh này. Đây là lời Chúa Giêsu nói. Chúa nói: trong khi cầu nguyện, các người lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Chị em nghe cái đó đó. Trong khi cầu nguyện, anh chị em lấy đức tin xin bất cứ việc gì, thảy đều được hết. Hôm nay anh chị em có việc gì ở đây? Tôi nghĩ là chắc rất nhiều việc. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì câu kinh thánh này. Bất kỳ việc gì, được hết. Thế thì chúng ta có tràn trề đức tin để nhận lãnh hôm nay không? Amen. Đức tin luôn luôn là bây giờ. Ngay khi tôi đặt tay lên cho em nhận luôn. Amen. Rồi, chẳng đợi gì. Không có đợi về nhà, không có đợi. Ra ngân hàng rút rồi, có phải ngân hàng bảo anh về nhà ngồi đợi đi. Có bao giờ anh chị em chịu không? Không, tiền tôi đưa cho tôi, sao lại về nhà ngồi đợi? Có phải không? Cho nên trong Chúa cũng vậy. Anh chị em nhân dân Chúa Giêsu lành là lành luôn. Không phải. Cảm tạ Chúa luôn, hallelujah luôn, nhảy múa lên luôn, cảm ơn Ngài con lành rồi. Còn tay chân thì nó nói gì một lần, tai mắt tim thần phổi nó nói gì đó là việc của nó. Còn chúng ta nhận lãnh sự chữa lành bởi đức tin. Amen. Đó là cách chúng ta nhận lãnh sự chữa lành. Anh em nói với Chúa ơi, cho con một nghề nghiệp mới, Chúa ơi thay đổi công việc, Chúa ơi chu cấp tiền bạc cho con để con trả nợ anh này. Khi con đặt tay lên trên nhận luôn, hallelujah, con có tiền rồi, mặc dù con túi chưa vào. Cứ cảm tạ Chúa đấy. Amen. Thành vượng sẽ đến. Tài chánh nó sẽ đến. Bởi cánh cửa đức tin của trẻ. Amen. Cửa mà không mở làm sao mà mọi thứ nó chui vô được. Phải mở cửa. Đức tin là cánh cửa cho đời sống thành vượng của trẻ. Amen. Cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp theo, một trong những điều khiến cho anh chị em làm cho lời cầu nguyện của mình không được nghe ở nơi khác, đó là anh chị em giữ sự vấp phạm trong lòng. Giữ sự vấp phạm trong lòng. Anh chị em hôm nay ngồi đây
Có ai đang còn buồn chồng mình, buồn vợ mình không? Có ai đang còn buồn oán trách con cái mình không? Nếu có, hãy tha thứ đi. Nếu có, hãy buông xả đi. Nếu có, hãy nói Chúa, hãy tha thứ con. Đứa con tha thứ cho vợ con, chồng con hãy sợ. Bởi vì khi anh em giữ sự bất phạm trong lòng, anh em đang làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và khi anh em làm buồn lòng Ngài, thì làm sao Ngài trả lời cầu nguyện cho anh em? Tôi biết trong cuộc sống có rất nhiều nhân trung và rất nhiều điều làm anh em phiền lòng. Nhưng Chúa nói rằng hãy tha thứ. Tha thứ là trách nhiệm của chúng ta. Tha thứ là trách nhiệm của những người bước đến trước mặt Chúa và cầu nguyện. Chúa dạy trong Mát chương 11 sao? Khi ngươi cầu nguyện mà còn các điều gì sẽ với anh em ngươi, thì hãy đọc của lại đó, đi làm họ xong rồi trở lại. Đó là điều kia. Cho nên ở trong Ê-phê-sô chương 4 câu 30-31, lời Chúa dạy rất rõ: anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rương, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Muốn theo ạ? Đây là cản trở rất lớn đối với đời sống cầu nguyện linh nghiệm của chúng ta. Chúng ta hay nghĩ mình đúng và giữ những điều đó trong lòng. Chúng ta hãy cho mình là số 1, tất cả mọi người trên thế gian là số 2 hết. Cho mình là đúng cùng tất cả 7 tỷ mấy người trên thế giới sai hết. Và đó là cách chúng ta bị vấp phạm trong lòng. Nhưng nếu chúng ta sống khác đi một chút, chúng ta sống bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta sống trước mặt Đức Chúa Trời và nói rằng lạy Chúa, nói thật với Chúa rằng con cũng từng phạm những lỗi như thế, xin Chúa tha thứ cho con và tha thứ cho em con, vợ con, chồng con gái con, cha mẹ con. Amen chứ. Thật là con người mình có bao giờ mà hoàn hảo đâu, mình cũng từng sai lè lè đó thôi. Nhưng mà tại sao khi mình đúng thì mình lại trách cái người sai những cái thứ mà mình cũng đã từng sai? Cho nên cha nói hãy tha thứ. Amen. Nói như tiên tri tiên Giêsu nói, dù anh chị đúng hay sai, hãy cứ tha thứ, vì đó là bổn phận của anh chị em. Amen. Trong Ê-sai chương 58 câu 4 cái chép này, cái chép này: thật các người kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cãi, đến nỗi nắm tay nhau đánh cọc cặp. Các người kiêng ăn trong những ngày như vậy thì tiếng các người chẳng được nghe thông nơi cao. Chẳng thấy không? Kiêng ăn. Có những người kiêng ăn, có những người há mình, có những người ngày đêm nhốt mình trong phòng để cầu nguyện Chúa giải quyết nan đề cho con, nhưng mà trong lòng vẫn giữ sự tranh cạnh, cọc cằn, hiềm khích. Thầy anh chị em ơi, hãy nghe lời Chúa nói, tiếng của ngươi không được nghe nơi cao. Kêu gào chi cho nó khẳng cổ họng anh chị, phải không ạ? Khẳng cổ mà Chúa không nghe được. Như vậy thì trước khi cầu nguyện, chúng ta phải xử lý trong lòng mình, xử lý thái độ mình, xử lý hành vi mình, xử lý tất cả những gì mà Chúa chỉ cho tấm lòng của anh chị em đang ngồi đây. Anh em càng thành thật bao nhiêu thì phép là hôm nay xảy đến cho anh chị em càng cụ thể bấy nhiêu. Đó là lẽ thật rất đơn giản. Nhưng chị em ơi, tôi khích lệ anh chị em rằng chính một đời sống cầu nguyện sẽ cứu anh chị em khỏi nan đề. Nhưng trong đời sống cầu nguyện này nó có những điều kiện của nó. Đó là đức tin và tấm lòng thành sạch. Như vậy thì tôi có thể kết luận bài giảng hôm nay như sau: đời sống năng quyền hay gọi là đời sống đức tin, cộng với đời sống thánh sạch hay gọi là đời sống thánh khiết công bình, không cứu chúng ta khỏi mọi tai họa, nhưng lối sống cầu nguyện cứu chúng ta khỏi mọi tai họa. Đời sống đức tin, đời sống thánh sạch chỉ là điều kiện giúp cho lối sống cầu nguyện chúng ta được nền hiệu quả trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Amen chứ. Đó là điều chúng ta học từ sáng đấy. Cho nên hãy nhớ, mỗi một chúng ta hãy xử lý tất cả những gì bên trong trái tim của mình và chuẩn bị đi. Ngay sau khi kết thúc buổi nhóm ngày hôm nay, hãy về và nói với Chúa, lạy Chúa,
con muốn trở thành người cầu nguyện trước mặt Ngài. Con muốn đời sống con an ninh, con muốn công ty công việc con an ninh, con muốn gia đình con an ninh, con muốn vợ con chồng con an ninh, con muốn tất cả những gì liên quan đến cuộc đời con được an ninh. Chúa hãy giúp con thành người cầu nguyện trước mặt Ngài. Cho nên chị em hãy yêu thích nếp sống này, hãy cầu nguyện Ngài. Ngài nói rằng hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Anh em sẵn sàng đến với Chúa giờ này để xin Chúa ban ân điển mình để mình trở thành người cầu nguyện trước. Tôi tin rằng đây là giờ chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn cả hội thánh mình cùng đứng dậy. Hãy sẵn sàng trước mặt Ngài. Nên bắt đầu hướng lòng mình đến Chúa. Tất cả hướng lòng mình đến Chúa. Đừng ai làm bất cứ một việc gì trong giờ này. Và tôi tin rằng Đức Thánh Linh Ngài hoàn thành trong tấm lòng cho em ngay giờ này, để giúp anh chị em trở nên có một linh mạnh mẽ. Một linh mạnh mẽ để có một đời sống cầu nguyện. Một đời sống khiến anh chị em lạc thẳng. Một đời sống khiến bảo vệ anh chị em, giải cứu anh chị em khỏi mọi nhân đề. Để rồi anh chị em sẽ tôn vinh và cảm tạ Chúa khắp mọi nơi. Anh chị em hướng lòng này. Anh chị em bắt đầu nói với Chúa. Anh chị em đã nghe sứ điệp rồi. Anh chị em đã biết tại sao mình phải cầu nguyện rồi. Anh chị em đã biết rằng Chúa Giêsu đấng sống lại, đấng đã phục sinh, đấng đã đi lại rồi. Anh chị em biết rằng tầm quan trọng của sự cầu nguyện rồi. Anh chị em biết rằng lý do gì để lời cầu nguyện được trả lời rồi. Anh chị em hãy nói với Chúa giờ này. Hãy nói với Chúa giờ này anh chị em. Đừng làm thinh. Hãy nói với Ngài, Chúa, hãy giúp con. Hãy giúp con nhận thức những lời hôm nay. Hãy giúp con biết được lẽ thật hôm nay. Hãy nói với anh chị em. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Hallelujah, 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 hallelujah. Cha giúp anh em con cầu nguyện. Cha giúp anh em con có một lối sống cầu nguyện, là một người cầu nguyện. Cầm chân của Giê-xu quyền năng. Nhưng chân của Giê-xu quyền năng. Mọi điều gì cản trở đời sống anh em này, cầm chân Giê-xu hãy rời đi. Mọi điều gì cản trở đời sống cầu nguyện của anh em này, cầm chân Giê-xu hãy rời đi. Chân của Giê-xu hãy rời đi. Những bóp phạm trong tâm lòng anh em, hãy tháo gỡ nó ra giờ. Ai đang có những sự xích mích với người khác, hãy tháo gỡ giờ. Ai đang có những sự buồn lo, hãy tháo gỡ giờ này. Ai đang có những sự phiền lòng, hãy tháo gỡ giờ này. Ai đang thấy cuộc đời mình tuyệt vọng, hãy tháo gỡ giờ này. Hãy làm cho hồn mình tích cực lên, tích cực lên trước mặt Chúa. Hãy nói với Chúa rằng Ngài là hy vọng của con, Ngài đã sống lại và Ngài đang sống trong con, Ngài là đấng mà lòng con cầu nguyện giờ này. Con tin rằng Ngài đáp lời cầu nguyện của con ngay giờ này. Hãy cầu nguyện đi chị em. Bởi vì khi những quyền lực đó ra khỏi đời sống chị em, anh chị em sẽ trở thành người cầu nguyện cho Đức Chúa Trời. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa thật tình yêu dấu. Chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con đang thờ phượng Ngài. Chúng con đang cầu nguyện với Ngài. Oh hallelujah. Oh hallelujah, anh chị em hãy thờ lại Ngài, thờ lại Ngài, thờ lại Ngài chưa nào. Anh chị em có tiếng mới hãy dùng tiếng mới, có tiếng Việt hãy dùng tiếng Việt. Hãy hết lòng thờ phượng Ngài chưa này. Tôi tin rằng thần của Chúa đang chuyển động chưa nào. Chạm đến tâm lòng anh chị em. Khi Chúa Giêsu chạm đến, cuộc đời anh em sẽ đổi khác. Khi Chúa Giêsu chạm đến, cuộc đời của anh em sẽ đổi khác. Hallelujah, Ngài sẽ chạm đến anh chị em giờ này. Tôi nói rằng Chúa sẽ chạm đến anh chị em giờ này. Chúa chạm đến anh em giờ này. Chúa chạm đến với anh em giờ này. Hãy Chúa yêu dấu. Hãy chạm đến anh em con giờ này. Hallelujah, hallelujah. Hãy chạm đến anh em con giờ này. Hãy chạm đến anh em con giờ này. Cảm ơn Ngài. 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 Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài Chúa. Đức Thánh Linh Ngài, hãy chuyển động trong hội thánh của Ngài. Đức Thánh Linh Ngài, hãy tuôn đổ trong hội thánh của Ngài. Tuôn đổ, tuôn đổ, tuôn đổ trong hội thánh của Ngài. Đức Thánh Linh Ngài, hãy tuôn đổ trong dân sự của Ngài. Oh, hallelujah.
cho cô gái nhỏ. Hãy làm mọi lòng đã đứng tại đây trở thành người cầu nguyện với Ngài. Hãy làm thánh sạch mọi lòng đã ngồi tại đây tại Chúa. Ôi, con kêu nước của Chúa Giêsu đau khổ đang con chờ. Rửa sạch trong chân của Giêsu vui vẻ. Rửa sạch trong chân của Giêsu vui vẻ. Mọi sự phát phạt, mọi sự đau đớn, mọi sự đổ vỡ, mọi sự cay đắng, mọi sự phản tội, mọi sự tội lỗi hãy rửa sạch. Hãy rửa sạch trong chân của Giêsu. Ôi Chúa ơi, hãy đến và thánh hóa hội chúng con ngài. Hãy thánh hóa hội chúng con ngài. Tôi cũng cảm ơn Ngài lạy Chúa trong chân của Giêsu vui vẻ. Hallelujah. Cha ơi, hãy ban phước cho anh em con khắp mọi nơi. Hãy ban phước cho những người đang theo dõi hội thánh của ngài. Ôi hãy thánh hóa và biến họ thành người cầu nguyện với ngài trong giờ này. Trong chân của Giêsu vui vẻ, tôi cảm ơn Ngài Chúa. Cha anh em con, cha anh em con, cha anh em con trong chân của Giêsu vui vẻ. Hallelujah. Hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.